Liên quan đến vụ việc phi công và tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển 6 kg vàng sang Busan, Hàn Quốc, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu cảng vụ hàng không miền Bắc rà soát lại quy trình thực hiện nghiệp vụ của Bộ phận An ninh Hàng không, Nhà ga Hành khách T2, sân bay quốc tế Nội Bài. Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu rà soát đối với kiếp trực thực hiện soi chiếu an ninh để cơ trưởng và tiếp viên Vietnam Airlines qua mặt dấu vàng dưới đế giày bay sang Hàn Quốc. Trên cơ sở báo cáo của Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Cục Hàng không sẽ có biện pháp chấn chỉnh, tăng cường kiểm soát để ngăn ngừa xảy ra tình trạng tương tự. Việc hàng lậu được mang chót lọt lên máy bay cũng khiến nhà chức trách hàng không Việt Nam phải đặt ra vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh hàng không. Vì theo quy định, tất cả các hành khách, hàng hóa, trang thiết bị kỹ thuật, khí tài mang lên máy bay đều phải được kiểm soát 100% và đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh hàng không. Tuy nhiên, trên thực tế đã có nhiều vụ việc giấu ma túy, vàng, tiền trong đế giày không thể lọt qua bộ phận an ninh và hải quan sân bay. Qua vụ việc để lọt 6 kg vàng qua cửa cảng hàng không quốc tế Nội Bài khiến dư luận nghi ngại về công tác kiểm tra an ninh và hệ thống soi chiếu hiện đại không còn tác dụng. Phải chăng công tác kiểm tra giám sát an ninh an toàn của cảng hàng vụ hàng không miền Bắc chưa được chặt chẽ? Nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài vừa đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2014, phục vụ các chuyến bay quốc tế với hệ thống an ninh sân bay có 5 cấp độ soi chiếu hiện đại nhất trong số các sân bay cả nước.